Vâng, đây là chiếc màn hình xong mà sau khi bên em đã lắp đặt xong. Đây à, màn hình sẽ là màn hình 9 inch, màn hình nguyên bản của chiếc xe sẽ là màn hình 7 inch. Đấy, thì sau khi lắp đặt xong thì các bác thấy không ạ? Độ thẩm mỹ nó sẽ cao hơn. Đấy. À, với nhiều tính năng hơn. Thứ nhất là bản đồ dẫn đường thì có bản đồ của Navitel. Đây các bác, bản đồ Google Map này. Bản đồ của Vietmap này. Đấy, đầy đủ các tính năng như thế. À, xem trực tuyến trên YouTube này, có ZT YouTube cho ZT tự phát triển. Đấy, và đây anh em có thể thấy có, sau khi lắp đặt xong thì sẽ có cam lùi. Đấy, lắp đặt lưỡi góc lùi sẽ rộng và nét. Tất cả các phím vô lăng này sẽ được giữ nguyên cho anh em nhé. To nhỏ này, next này và ra lệnh giọng nói. Đấy, anh em chỉ ấn vào đây thôi. Và anh em muốn mở cái video gì này, dẫn đường đến địa chỉ như thế nào thì anh em chỉ cần nói, ấn trên cái khiển vô lăng này và anh em ra lệnh giọng nói trực tiếp ở trên đấy. Và trong màn nó sẽ nhận cái xử lý, đưa cho anh em đến cái vị trí anh em cần đến, mở những cái bài hát, mở những cái video mà anh em cần mở. Đấy, rất là thuận tiện và dễ dàng cho anh em sử dụng. Màn hình thì hiển thị rất là sắc nét với độ phân giải là 1080p thì anh em thấy không ạ? Cái màn hình thì vô cùng to đẹp. Đấy. Cam hành trình thì anh em chỉ cần ấn vào đây thôi, anh em có thể xem được luôn này, tích hợp vào màn. Đây, anh em ấn vào camera thì nó hiện thẳng trực tiếp lên cái bức ảnh camera hành trình. Cái hình thì rất là sắc nét và góc quay rất là rộng, đảm bảo nhỏ gọn cho anh em. Đấy. Anh em nào mà chưa biết lắp màn hình ở đâu thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé.